Chuyện chữ ra quá chậm, 5 ngày ra được 2/3 của một tập. Có nhiều đăng bấy nhiêu, mong các bạn thông cảm. Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 119. Trước ánh sáng vàng này, xương cốt máu thịt, lục phủ ngũ tạng của hắn đều đang biến đổi nghiêng trời lệch đất. Răng rác. Thủ phách trong thất phách tiên thiên gồm tâm, khẩu, nhĩ, tỵ, nhãn, thủ, túc dần mở ra. Khi khiếu huyệt được kích hoạt, một sức mạnh vô tận phóng thích, trong quá trình đả thông khí hải, khí tinh nguyên tôi luyện các tế bào trong cơ thể đến cực hạn. Trong 7 phách, Lâm Nhất chọn thủ phách làm đầu tiên, bất kể với tư cách là kiếm khách hay thi triển nhật diệu thần quyền đều liên quan rất nhiều đến tay. Chỉ cần đả thông phách này, chẳng những sinh thêm một vùng khí hải giúp chân nguyên có hiệu quả gấp 2 lần mà còn giúp cho khí lực tăng lên gấp đôi. Cùng với đó là lực cánh tay cũng mạnh lên một cách không tưởng và tốc độ linh hoạt hơn. Đương nhiên thứ quan trọng nhất vẫn là vùng khí hải kia. Khí hải của cao thủ thiên phách sau khi độ kiếp kiên cố như bí cảnh, giống như là có thêm một vùng tử phủ. Thử nghĩ mà xem, trước khi Lâm Nhất độ kiếp, chân nguyên đã có thể đối đầu với nhân tài kiệt xuất cảnh giới thiên phách tầng 1. Nếu sau khi độ kiếp, hai đại khí hải đồng thời điều động, chân nguyên chắc chắn không đơn giản. Nếu gặp Nguyên Hoành Thiên, dựa vào chân nguyên đã có thể áp đảo đối phương thì chưa chắc không thể đối đầu với cao thủ cảnh giới thiên phách tầng 3. Nhưng giờ phút này cũng là bước ngoặt nguy hiểm nhất. Cơ thể hấp thu một lượng lớn khí tinh nguyên, sau 2 ngày đã đạt tới giới hạn, tất cả đều nhờ sự hỗ trợ của kiếm ý thông linh. Điểm chết người nhất là kiếp thiên phách có thể buông xuống bất cứ lúc nào. Dùng gần 1.500 viên đan tinh thần kích hoạt kiếp thiên phách, không dám tưởng tượng sẽ đạt tới mức độ đáng sợ như thế nào. Nếu kiếm ý không gánh được, chỉ dựa vào chiến thể thương long thôi thì không thể chịu được lượng khí tinh nguyên lớn như thế, hắn sẽ lập tức nổ tan xác. Lâm Nhất có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đã đạt tới mức độ xưa nay chưa từng có, chỉ cần cử động nhẹ là có thể bộc phát uy lực kinh khủng. Nhưng điều kiện tiên quyết là vượt qua được bước ngoặt trước mắt. Ngoài sơn cốc, ngựa huyết long hình mèo đứng trên ngọn cây cao chọc trời nhìn về phía sơn cốc với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bầu trời trên sơn cốc có lôi vân dày đặc tập trung, chúng chất chồng lên nhau không ngừng xoay tròn. Lốc xoáy lôi đình chưa thành hình kia mang lại cho người ta cảm giác tựa như vực sâu dưới địa ngục. Không ai có thể lường trước được rốt cuộc lôi kiếp khủng khiếp như thế nào sẽ buông xuống. Soạt. Trong khung cảnh biến ảo khôn lường này, Lâm Nhất thành công thăng cấp lên thiên phách, đả thông vùng khí hải mới, ánh hào quang rực rỡ tỏa ra trước đó quay trở lại trong cơ thể. Điên cuồng lan rộng trong vùng khí hải kia. Đợi đến khi nó lan xuống dưới, vùng khí hải không ngừng mở rộng, chớp mắt đã đạt tới phạm vi có thể so sánh với vùng tử phủ. Chỉ là vùng khí hải này không ổn định bằng vùng tử phủ, thỉnh thoảng có ánh sáng nổ tung như động tiên sắp sụp đổ. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt ngựa huyết long, nó ngẩng đầu lên nhìn lôi vân trên trời, vội vàng lùi về sau. Rầm rầm. Ngay khi nó vừa lùi lại, vô số tầng lôi vân biến thành một vực sâu lôi đình khủng khiếp, dưới vực có 9 tia sét tạo thành từ máu, trông như 9 con mãng xà khổng lồ há miệng lao xuống đớp về phía Lâm Nhất. Trong nháy mắt, gió lớn rít gào, tia chớp đỏ nhuộm bầu trời thành một màu đỏ tươi như tận thế. 9 tia lôi kiếp, cả 9 tia lôi kiếp đều đánh xuống. Trong tiếng sấm vang rền, kiếm thế toàn thân Lâm Nhất đột nhiên sống dậy. Hóa thành thương long bộc phát sức mạnh phong lôi rồi bay về phía 9 con mãng xà kia nhanh như chớp, sau đó ngăn cản 9 tia lôi kiếp này khi chúng sắp đánh xuống. Vèo. Trong mắt thương long tỏa ra 2 chùm kiếm quang chói mắt, có kiếm ý thông linh thuần túy diễn hóa mà thành. Một rồng đấu 9 mãng, chiến đấu điên cuồng trên đỉnh đầu Lâm Nhất tại sơn cốc. Giác. Kết quả của trận chiến còn chưa phân định. Thể xác của Lâm Nhất đã vì kiếm thế phân ra mà có phần không chịu nổi khí tinh nguyên bùng nổ. Long văn tử điện ở bề mặt xuất hiện vết rạn, có xu hướng nứt ra. Long văn tử điện được xem là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Nhất, một khi nó tan vỡ, thể xác sẽ nổ tung. Lâm Nhất mở 2 mắt ra, tóc dài tung bay, mắt bùng lên kiếm quang. Vào giờ khắc này, gương mặt thanh tú ấy trở nên điên cuồng biến dạng. Nhưng ánh sáng trong mắt lại không hề có chút chùn bước hay sợ hãi nào. Con đường này là hắn tự chọn, tuyệt đối không lùi bước.
Thương Long bất hủ, bất hủ Thương Long. Trong tiếng giống giận, kiếm thế Thương Long quấy đuôi giữa không trung, chấn nát hai huyết điện ma mãng, nó thừa thắng xông lên, mặc kệ vảy rồng rơi vãi, quấn chặt bảy con huyết điện ma mãng. Đại chiến có thể nói là khá kịch liệt thê thảm, kiếm thế này diễn hóa thành Thương Long, giống như có máu có thịt. Vảy rồng rơi ra, tan thành kiếm quang màu xanh hoặc tím, giống như máu bắn tung tóe giữa trời. Nhưng nó càng đánh càng hăng, tiếp tục chém tan 4-5 con điện mãng màu máu. Phụt! Đúng lúc đó, Lâm Nhất phun ra ngụm máu, Long Văn Tử Điện nổ tung thành mảnh vụn, da rẻ bên ngoài cơ thể hiện lên vết nứt nho nhỏ, có máu không ngừng thẩm thấu, nguy hiểm hơn là trên trời còn có điện mãng màu máu thoát khỏi sự ràng buộc của Thương Long, lao thẳng xuống chỗ Lâm Nhất. Nhất thời trong ngoài giáp công, hắn rơi vào cảnh nguy hiểm trước nay chưa từng có, cửu tử nhất sinh. Giữa trời có điện mãng màu máu lao từ trên không xuống, trong cơ thể là khí tinh nguyên mãnh liệt sắp làm nổ tung thể xác. Trong ngoài khốn đốn, cửu tử nhất sinh. Ầm ầm. Không còn sự ràng buộc của kiếm thế Thương Long, huyết điện ma mãng thể hiện ra mặt dữ tợn của nó, trong lúc rơi xuống thì không ngừng bành trướng, quẫy đuôi, tạo thành những tia sét đáng sợ trong đêm tối, có tiếng ầm ầm chấn động đất trời vang lên. Giác. Không có Long Văn Tử Điện hộ thể, thể xác của Lâm Nhất cũng thể hiện ra mặt yếu ớt. Vết nứt ở ngoài bề mặt nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt đã lan ra toàn thân, ngay cả gương mặt hắn cũng hiện lên vết nứt giống như tượng đá bị dạn. Phải chết sao? Lâm Nhất trùng lòng xuống, trong chớp mắt, hắn nghĩ đến rất nhiều hình ảnh, thậm chí từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Nếu bây giờ từ bỏ độ kiếp, với thực lực của hắn vẫn có cơ hội rất lớn để sống tiếp. Nhưng ngay sau đó, cảm xúc tuyệt vọng bi thương lập tức bị trái tim hướng kiếm của hắn chém đứt. Kiếm khách như ta sao lại sợ chết? Lâm Nhất ta không tin, muốn ta từ bỏ phản kháng, tuyệt đối không thể. Máu chưa cạn, chiến không ngừng. Trong hai kiếp nạn, nhiệt huyết trong lòng Lâm Nhất lại dâng trào lần nữa, lý tưởng hào hùng như rượu mạnh điên cuồng bùng nổ trong lồng ngực. Hắn bỗng mở lòng bàn tay ra, có một dấu ấn thần dương màu vàng nở rộ, khí tinh nguyên dồi dào trong cơ thể lập tức bị cưỡng ép nuốt chửng vào thần ấn màu vàng. Thần dương toái thiên ấn. Lâm Nhất quát lên, dấu ấn cổ xưa nơi lòng bàn tay lập tức nở rộ như thái dương, điên cuồng nuốt chửng khí tinh nguyên trong cơ thể. Hắn đang đánh cược, cược trong thời khắc nguy hiểm này, hắn có thể đột phá thần dương toái thiên ấn đến đại thành. Một đòn đánh tan điện mãng màu máu từ trên trời lao xuống hay không? Bất kể là đột phá thất bại hay thần dương toái thiên ấn không chống đỡ được lôi kiếp, hắn cũng sẽ mất mạng thậm chí là chết càng thảm. Chặn đứng mọi đường lui của mình. Nếu là yêu nghiệt tầm thường, chắc chắn sẽ không dám lỗ mãng như vậy. Dù độ kiếp thất bại cũng còn hơn là chết trong khi độ kiếp nhiều, sẽ không dồn mình đến bước đường chật vật như thế. Đối với bọn họ mà nói, cảnh giới thiên phách tầng một đơn giản giống như ăn cơm uống nước, không hề có độ khó gì. Nhiều lắm cũng chỉ bắt đầu từ kiếp thiên phách thứ ba mới đối diện với sự hung hiểm này, trước đó chỉ cần tìm đủ tài nguyên là được. Nhưng Lâm Nhất lại nhờ vào lý tưởng hào hùng trong lòng mình và nhật diệu thần quyền mà người bình thường không thể nào lấy được để đánh cược lần thăng cấp này. Cơ thể hắn vẫn đang nứt ra, nhưng khi nhìn về phía lôi kiếp ở trên cao giáng xuống, Lâm Nhất lại không hề sợ hãi. Ngẩng đầu cười điên cuồng. Đợi đến khi ánh sáng của thần ấn trong lòng bàn tay tỏa ra đến cực hạn, thần dương toái thiên ấn xảy ra thay đổi về chất, từ dấu ấn tương đối mơ hồ lúc đầu trở nên vô cùng chân thực. Nổ. Lâm Nhất không kịp suy nghĩ kỹ, đứng bật dậy, năm ngón tay nắm chặt đánh ra toàn bộ uy lực của dấu ấn trong tay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ánh vàng chói mắt va chạm với mãng điện màu máu, phát ra tiếng va chạm kịch liệt giữa không trung, dị tượng màu vàng và màu máu không ngừng biến hóa. Lâm Nhất thậm chí còn không thể xem kết quả cuối cùng, sau một đòn đã khoanh chân ngồi xuống, hai đại kiếm quyết điên cuồng vận chuyển. Giờ khắc này, thể xác vẫn đang nứt ra, nếu hắn cứ mặc kệ chắc chắn sẽ dẫn tới thể xác tan vỡ. Nhưng may là thần dương toái thiên ấn đã nuốt chửng khí tinh nguyên. Đón đỡ điện mãng màu máu giữa không trung. Vù. Dưới sự thúc đẩy của hai đại kiếm quyết, khí tinh nguyên trong cơ thể xem như đã được Lâm Nhất ổn định lại, dẫn nó đến khí hải đã được mở ra.
khí tinh nguyên cuồn cuộn không ngừng tràn vào, khí hải mà Lâm Nhất mở ra dần dần trở nên vững chắc. Đợi đến khi không gian như bí cảnh này hoàn toàn vững chắc, khí hải trở nên ngưng tụ như thực thể, sau đó như nước suối róc rách chậm rãi mở rộng. Thể xác lành lại, trải qua sự tẩy rửa của kiếp số cũng trở nên mạnh hơn từng chút một. Trạng thái này kéo dài thêm vài ngày, ba ngày sau, đan tinh thần trong sơn cốc hoàn toàn bị nuốt chửng. Khí tức cuồng bạo trong cơ thể Lâm Nhất cũng chìm trong khí hải vừa mở. Xoạt! Kiếm thế thương long cuộn tròn giữa không trung, thần dương toái thiên ấn đánh ra, khí tinh nguyên dung hợp với tia chớp màu máu như gió xuân mưa rào rơi lên người Lâm Nhất. Quay về rồi, tất cả quay về rồi. Lâm Nhất đang nhắm hai mắt đột nhiên mở mắt ra, mơ hồ có phong lôi lóe lên, trong phong lôi bùng lên kiếm quang. Hư không trước mặt hắn bị kiếm quang đâm vỡ, sau đó điên cuồng nổ tung. Giác! Lâm Nhất vung tay phải lên, chậm rãi nắm thành quyền. Khi cơ bắp chuyển động, xương cốt toàn thân không ngừng nổ vang như sấm. Khí lực chứa trong quyền mang không biết đã mạnh hơn trước kia gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân so sánh. Năm ngón siết chặt, kèm theo ánh sáng trong mắt Lâm Nhất, một quyền đánh ra. Không khí vô hình giống như nước hồ rộng lớn, ầm ầm nổ tung trước mặt Lâm Nhất. Một quyền của hắn giống như sao băng rơi xuống giữa mặt hồ. Chỉ riêng một quyền này đủ để làm bị thương nhân tài ở cảnh giới thiên phách tầng 2 chưa xếp vào bảng thương long của giới vực cấp cao. Mà đó chỉ mới là khí lực mà thôi. Ánh mắt Lâm Nhất ngưng tụ, như có điều suy nghĩ, chân nguyên trong hai khí hải ở trong cơ thể hắn đồng thời vận chuyển. Trong lúc sôi trào, khí hải có chân nguyên dồi dào đến mức không thể đo lường tràn ngập trong cơ thể, mơ hồ có ánh sáng xuyên qua lỗ chân lông ra ngoài. Chỉ khí tức tàn mát này đã mạnh đến mức khiến người ta không mở mắt ra nổi, không thể tưởng tượng được nếu một quyền này đánh ra sẽ có uy lực như thế nào. Thu! Lâm Nhất khẽ động tâm niệm, quyền mang dường như có thể đánh nát cả ngọn núi thành mảnh vụn ấy lập tức không còn động tĩnh. Gió mát phả vào mặt, gương mặt tuấn tú trắng ngần như ngọc tạc đá mài, ánh sáng trong mắt sâu sắc lắng chìm như nước mùa thu. Tự do thu phóng, mọi thứ do tâm. Cho đến lúc này, khóe miệng Lâm Nhất mới lộ ra ý cười. Hắn rất lo khi mới bước vào cảnh giới thiên phách tầng 1 sẽ không thể tự do thu phóng. Bởi vì số lượng đan tinh thần mà hắn hấp thu quá đáng sợ, nếu không thể tự do thu phóng thì đồng nghĩa khi giết kẻ địch cũng sẽ làm bị thương đến bản thân mình. Lâm Nhất trông có vẻ lỗ mãng, nhưng tâm tư tinh tế, thể xác không thể bị thương trong thời gian dài. Trước kia độ kiếp đã dồn ép thể xác đến cực hạn, tuy rằng dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ vượt qua được, nhưng vết thương mới lại dày vò như vậy. Dù hắn là thần tiên, e rằng cũng không thể sống được một năm. Tốt lắm. Ánh sáng thần dâng lên trong mắt Lâm Nhất, tư duy hắn bay bổng, trong lòng không chỉ nghĩ đến giới vực huyết cốt. Hắn dương danh trên con đường thông thiên, trong cuộc tranh tài vạn giới, nếu muốn khiến người khác biết phong thái thuộc về Lâm Nhất hắn, hào quang thuộc về huyền hoàng giới, lăng tiêu kiếm các, hắn nhất định phải đi xa hơn. Thần dương toái thiên ấn hình như đã thăng cấp lên đại thành, phải xem xét kỹ thôi. Lâm Nhất xòe tay ra. Tâm niệm khẽ động, sau đó có dấu ấn thần dương màu vàng xa xưa chậm rãi hiện lên. Nhìn kỹ lại, ánh sáng của dấu ấn ngưng động hơn nhiều. Dấu ấn đó giống như nét chữ vô cùng xa xưa nào đó, lại giống như thần văn chứa đạo vận nào đó. Quan trọng là dấu ấn này dường như đã hóa thành thực thể, dù không có chân nguyên thúc đẩy cũng có thể hiện ra. Nếu tiếp tục rót chân nguyên vào thì có thể phá được cực hạn ban đầu. Phát huy ra được uy lực mà cảnh giới tiểu thành không thể đạt được. Thử xem. Nghĩ là làm, chân nguyên trong hai đại khí hải lập tức cuồn cuộn không ngừng tràn vào. Xoạt. Trong nháy mắt, thần dương toái thiên ấn đã đạt tới uy lực của cảnh giới tiểu thành lúc trước, sau đó điên cuồng không ngừng. Khi đạt tới cực hạn, sau lưng Lâm Nhất có một ảo ảnh thần nhân cánh vàng, thoát ẩn thoát hiện, cả vùng trời giống như bị thiêu đốt trong ánh sáng nóng rực này. Đợi đến khi Lâm Nhất đánh một quyền xuống mặt đất lập tức nứt ra, sau đó không ngừng lan rộng. Cả nền móng dưới đất đều bị hủy hoại, mấy chục ngọn núi xung quanh sơn cốc giống như tháp cao đổ sụp.
Khi đỉnh núi đó sắp nhấn chìm Lâm Nhất vào trong, kiếm ý của hắn bỗng chốc tuôn ra. Kiếm thế rồi rào diễn hóa thành đường nét thương long, vây xung quanh Lâm Nhất gào thét, đâm vào ngọn núi sắp đổ đó. Nơi đó đi qua, quét sạch mọi chướng ngại, đỉnh núi đổ sụp xuống, hoàn toàn nát tan. Ánh mắt Lâm Nhất lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Tuy kiếm ý còn cách tam phẩm nửa bước tồn tại vách ngăn vô hình khiến người ta khó mà nghiền ngẫm, nhưng rõ ràng đã tiến bộ rất nhiều. Bất kể là phong mang của bản thân kiếm ý hay là ý cảnh sau khi dung hợp với kiếm uy thương long bất hủ đều tiến gần tới hoàn hảo, thậm chí đã có thể gọi là hoàn hảo. Đường viền thương long bay lượn vừa có uy lực phong lôi, mỗi một tia khí kình đều là bảo kiếm tuyệt thế sắc bén, đan xen giữa vô hình và hữu hình, chỉ có linh tính trong nó là mãi mãi bất diệt. Có thể nói hai chữ thông linh trong kiếm ý thông linh đã được Lâm Nhất thấu hiểu đến cực hạn, không ai có thể vượt qua. Từ xa nhìn lại, thương long này chính là một con rồng sống động, chứ không làm liên tưởng đến kiếm thế của một người nào đó. Không tệ. Lâm Nhất khá hài lòng về nó, kiếm ý tam phẩm đủ để thông thiên, một khi tham ngộ chắc chắn sẽ chấn động toàn bộ con đường thông thiên, không tu thành dễ dàng như vậy. Phải biết rằng hắn tu thành kiếm ý tiên thiên cũng khó khăn lắm mới đột phá được trong sinh tử. Mặc dù kiếm ý thông linh không hung hiểm như vậy, nhưng cũng rất tốn thời gian, còn có vài nhân tố cơ duyên xảo hợp. Kiếm ý thông thiên nếu không có cơ duyên, muốn nước chảy thành sông không thể vội vã. Bù. Huyết long mã chạy từ xa tới, nhìn sơn cốc hoang tàn giống như thiên thạch rơi trúng, tỏ ra rất kinh ngạc. Thực lực đáng sợ của Lâm Nhất sau khi thăng cấp lên cảnh giới thiên phách tầng 1 khiến nó ngạc nhiên. Lâm Nhất nhìn thấy biểu hiện của huyết long mã, trên mặt hiện ra ý cười. Trước kia hắn chưa vào thiên phách, riêng thực lực chưa chắc có thể mạnh hơn huyết long mã bao nhiêu, cảm giác đó đối với hắn mà nói không dễ chịu cho lắm. Bây giờ xem như vui vẻ hơn nhiều rồi. Ít nhất cũng hơn cái con ngựa ngốc này, nếu không, ngày nào đó nó nổi điên lên lại lột sạch cả người mình thì không ổn. Tiểu Hồng, đi thôi, nên khởi hành rồi. Giao hẹn là 10 ngày, có lẽ đám người kia đã không kiên nhẫn nổi nữa. Lâm Nhất mỉm cười, huyết long mã sáng mắt lên, lập tức ngồi lên vai hắn. Mặc dù mấy ngày nay hắn luôn bế quan độ kiếp, không nhận được tin tức. Nhưng Lâm Nhất dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra thế giới bên ngoài chắc chắn đã dậy sóng. Chưa bao giờ có ai điên cuồng, một người đấu với một giới như vậy. E rằng không ít người đang chờ đợi, muốn được thấy gương mặt thật của hắn một lần, muốn xem hắn sẽ chết thế nào. Xin lỗi, định trước sẽ khiến các ngươi thất vọng, chỉ một giới vực huyết cốt mà muốn lấy mạng của Lâm Nhất ta, không dễ như vậy. Lâm Nhất nhếch khóe miệng, hiện lên ý cười. Ánh mắt nhìn về phương xa, tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi. Thành Viêm Vân. Đây vốn chỉ là điểm đặt chân rất nhỏ tại Thương Long Cấm Khu, thậm chí không thể gọi là một khu tụ tập đơn giản. Các nhân tài ở các tinh diệu chi địa đến Thương Long Cấm Khu sẽ nghỉ ở đây một thời gian rồi sẽ đi sâu vào Cấm Khu. Nhưng thời gian này, Thành Viêm Vân nho nhỏ đã trở thành thành trì nổi bật nhất trong Thương Long Cấm Khu. Khi thông tin Lâm Nhất đại chiến giới vực huyết cốt lan ra, ngay lập tức làm chấn động cả khu vực Thương Long, cuốn qua tám phương với tốc độ như lốc xoáy. Đến lúc này, khu tụ tập vốn chỉ là điểm dừng chân đã đầy những người. Người từ khắp nơi đổ về đều tụ tập ở đây, muốn xem kiếm khách chém chết liên tục ba yêu nghiệt của giới vực cao cấp, lột sạch đồ của Nguyên Hoành Thiên trên bảng Thương Long rốt cuộc là thần thánh phương nào. Và thế là thành trì nho nhỏ đã trở nên vô cùng chật chội chen chúc. Bầu không khí nóng như lửa khiến người ta nghẹt thở. Trước sự kiếng chân ngóng chờ của bao nhiêu người, thời gian 10 ngày có thể nói là chớp mắt đã trôi qua. Người của giới vực huyết cốt đã đến đây từ 5 ngày trước, nhưng chính chủ Lâm Nhất thì mãi không thấy xuất hiện. Khó tránh người ta đồn đãi, nghĩ rằng phải chăng Lâm Nhất cố tình đùa giỡn giới vực huyết cốt. Suy cho cùng. Một nhân tài giới vực cấp thấp mà muốn một mình đấu với một giới thì quá hoang đường. Huống hồ, giới vực huyết cốt này cũng được tính là một sự tồn tại khá cao trong giới vực cấp cao. Trong môn phái, chỉ riêng kẻ hung ác siêu cấp cảnh giới thiên phách tầng 3 đã nhiều hơn 2. Điều này trên cả con đường thông thiên đã có thể tính là vô cùng mạnh. Trừ khi đụng phải kẻ nắm chùm chân chính, cơ bản không phải sợ ai cả.
với thực lực của Lâm Nhất, đùa giỡn giới vực huyết cốt này một phen, sau đó nhân cơ hội chuồn đi là chuyện rất có khả năng. Dù sao đây cũng là con đường thông thiên, kẻ mạnh đứng đầu, thắng làm vua. Chỉ cần Lâm Nhất có thể chống đỡ được thời gian này, cuối con đường thông thiên đủ mạnh để quật khởi, chắc chắn sẽ không ai nói gì. Một người đối đầu với một giới, đối với Lâm Nhất mà nói bản thân nó đã rất không công bằng. Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng nghĩ như vậy, ít nhất nhân tài của giới vực cấp cao đa số đều khịt mũi khinh thường Lâm Nhất. Bọn họ đến đây cũng là hy vọng có thể nhìn thấy Lâm Nhất chết thảm trong tay kẻ mạnh ở giới vực huyết cốt. Do đó, Lâm Nhất mãi không xuất hiện nhanh chóng dẫn đến một trận xôn xao bàn tán. Những lời nói khó nghe đều thốt ra từ miệng nhân tài ở giới vực cấp cao. Những người này có vẻ mặt kiêu ngạo, đứng trên cao, trong mắt đầy sự khinh thường và giễu cợt. Ai nấy đều tuyên bố, sớm biết sẽ có kết quả này, sâu kiến của giới vực cấp thấp sao có thể có cốt khí như vậy. Chỉ là kế hoãn binh mà thôi, vô liêm sỉ và hèn hạ. 10 ngày đã trôi qua, thằng nhóc đó không đến hay sao? Trong thành Viêm Vân, nơi dừng chân của giới vực huyết cốt, có người nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, buồn bực nói. Người của giới vực huyết cốt đến khá sớm, đã đợi ở đây 5 ngày, trong 5 ngày này có thể nói là chịu hết mọi sự giễu cợt. Nhiều nhân tài của giới vực cấp cao đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt không tốt cho lắm, thế nhưng bọn họ lại không thể phản bác. Bất kể là Phong Vô Kỵ bị giết chết hay Nguyên Hoành Thiên bị Long Miêu lột sạch đồ, tất cả đều là sự thật. Bây giờ chỉ có giết chết Lâm Nhất, nghiền ép hắn mới có thể miễn cưỡng lấy lại danh dự cho giới vực huyết cốt. Đám người này từ lâu đã chờ đợi đến không còn kiên nhẫn, từ sáng đến bây giờ vẫn chưa thấy Lâm Nhất, ai cũng sốt ruột. Lúc này, người căng thẳng nhất chính là Nguyên Hoành Thiên, thư khiêu chiến của Lâm Nhất là hắn ta mang về. Nếu Lâm Nhất không đến, hắn ta chính là tội đồ của giới vực huyết cốt, không đúng, phải nói hắn ta đã là tội đồ của giới vực huyết cốt. Bây giờ người của giới vực huyết cốt bị xem thành trò cười căn bản là vì hắn ta bị Long Miêu lột sạch đồ. Có thể nói là mất hết mặt mũi. Nếu Lâm Nhất còn không đến, hắn ta không dám tưởng tượng thủ lĩnh của giới vực huyết cốt sẽ nổi giận đến thế nào. Chắc hắn sẽ tới thôi. Nguyên Hoành Thiên không mấy tự tin tranh luận. Hừ, nếu hắn không đến thì ta khuyên ngươi cũng chớ nán lại thiên lộ mà làm gì, người nọ hung hăng chừng Nguyên Hoành Thiên khiến hắn ta không dám phản bác câu nào. Yên tâm, chắc chắn hắn sẽ đến. Nhưng đúng lúc này, ở vị trí trung tâm, Khổng Huyên vẫn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần từ từ mở mắt ra, nói một cách chắc chắn. Nghe thấy Khổng Huyên lên tiếng, những người khác lập tức im lặng, không tiếp tục tranh luận nữa mà hướng mắt về phía hắn ta. Khổng Tuyên chính là nhân vật số 2 tại giới vực huyết cốt, thực lực mạnh mẽ là chuyện đã rõ như ban ngày. Không chỉ ở giới vực huyết cốt, phóng mắt khắp khu vực Thương Long, danh tiếng của Khổng Huyên có thể nói là vô cùng chói lóa. Với thứ hạng 46 trên bảng Thương Long, người này hiển nhiên không chỉ có hư danh. Thân là một kiếm khách, một khi hứa hẹn, hắn nhất định sẽ đến. Ánh mắt Khổng Huyên sâu thẳm, lóe lên cảm giác thần bí, khiến người ta khó mà đoán được, ngẫu nhiên lại để lộ một chút khí tức ngang tàng, càng làm cho lòng người chấn động không thôi. Đối với nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, bất kể là thiên phách tầng thứ nhất hay thiên phách tầng thứ hai thì việc độ kiếp cũng đều đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, chỉ cần chuẩn bị đủ tài nguyên, củng cố căn cơ của bản thân là có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng đến thiên phách tầng thứ ba thì lại hoàn toàn khác, phải nói là cửu tử nhất sinh, chỉ cần sơ sẩy một chút ắt sẽ chết. Vì lẽ đó, người đạt đến thiên phách tầng thứ ba đương nhiên là nhân trung long phượng, trăm vạn chỉ có một, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Khổng Huyên chính là một tên ngoan nhân như thế. Kiếm khách không dễ dàng đồng ý hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa, tất sẽ đến bằng được, nếu không sẽ làm tổn thương đến một lòng hướng kiếm của bản thân. Lại nói, hắn không hề tùy tiện đưa ra cột mốc là 10 ngày, chắc chắn đã có tính toán của mình, đại khái là người này muốn nhân cơ hội đột phá thiên phách tầng thứ nhất. Khổng Huyên nói với thái độ rất bình tĩnh, nhưng những lời của hắn ta lại khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người đồng loạt thay đổi sắc mặt, sau khi giật mình tỉnh ngộ liền nói, vậy khác nào chúng ta bị hắn trêu cợt, nhân cơ hội hắn độ kiếp ra tay giết hắn chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hay sao? Vô nghĩa,
trong vòng 10 ngày, một khi chúng ta ra tay có nghĩa là chúng ta đã vi phạm lời hứa. Vậy thì hắn cũng không cần phải độ kiếp nữa, chỉ cần trốn đi thật xa là được, với thực lực của hắn, trong giới vực huyết cốt, ngoại trừ ta và Liễu sư huynh, thử hỏi ai có thể giữ được hắn, Khổng Nguyên thản nhiên nói, nhưng ta và Liễu sư huynh sẽ không lãng phí thời gian vì hắn, làm vậy thì khó mà đến được Thương Long cấm giới. Hơn nữa, Khổng Nguyên nhếch miệng cười khẩy, ta cũng không có ý định quấy rầy hắn độ kiếp. Thiên phách tầng thứ nhất mà thôi, đối với thì không có gì khác biệt cả, chẳng phải cũng là con sâu cái kiến thôi sao? Chờ hắn đến cửa chịu chết không phải tốt hơn à, ta không định lãng phí thời gian vào việc đuổi giết hắn. Mỗi một câu nói của Khổng Nguyên đều lộ rõ sự tự tin, trong mắt hắn ta dường như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Hắn ta có thể giành được vị trí thứ 46 trên bảng Thương Long, hiển nhiên, đã quen với cảnh gió tanh mưa máu, một tên lâm nhất chưa đủ để tạo thành sóng gió gì đối với hắn ta. Có Khổng sư huynh ở đây, lâm nhất ắt phải chết. Đúng vậy, tên lâm nhất này ngông cuồng không có giới hạn, dám khiêu chiến giới vực huyết cốt của chúng ta. Nhị sư huynh, đại sư huynh, dù là ai trong hai người thì cũng có thể dễ dàng nghiền chết hắn. Nghiền chết hắn chẳng phải hời cho hắn quá rồi sao? Chỉ cần hắn đến, hôm nay, trước ánh mắt của ngàn vạn người trong thành Viêm Vân, chúng ta bắt hắn phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Gì mà công tử táng hoa, rồi còn giết người chỉ cần một kiếm, đồ chó má mà thôi. Đám người này rất có lòng tin đối với thực lực của Khổng Nguyên, vì thế cả bọn thi nhau nói phét. Ồ! Nhưng đúng lúc này, trong mắt Khổng Nguyên chợt lóe lên một tia khác thường. Kế đó, hắn ta nở một nụ cười đầy hứng thú, rồi từ từ đứng dậy, hướng mắt về phương xa, nơi có một luồng kiếm ý mạnh mẽ đang nhanh chóng tiến đến gần. Đến rồi, Khổng Nguyên thản nhiên nói. Những người khác còn đang sững sờ chợt bừng tỉnh. Ta đi trước đón hắn. Nguyên Hoành Thiên lập tức bay vọt lên trời, hướng về phía tường thành Viêm Vân, đám tinh nhuệ của giới vực huyết cốt cũng vội theo sát phía sau. Vèo, vèo. Vèo. Người của giới vực huyết cốt đột ngột xuất hiện giữa không trung đã hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ người trong thành. Ngay sau đó, trong thành Viêm Vân có hàng hà sa số bóng đen vọt ra, người người lũ lượt kéo đến, ai cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy diện mạo thật sự của Lâm Nhất. Ở nơi cuối tầm mắt của mọi người, một cái bóng màu xanh đang vọt về phía thành Viêm Vân với tốc độ tia chớp. Cái bóng kia hệt như một thanh kiếm sắc bén xé toạc không khí lao đến. Người còn chưa đến mà kiếm thế sắc bén và vô cùng mãnh liệt đã đánh úp đến. Đúng là Lâm Nhất. Không ngờ Lâm Nhất lại dám đến, ngông cuồng thật, một người chiến với một giới, có khác nào chịu chết cơ chứ? Đúng vậy, tuy nói hành động của hắn thật sự khiến người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, nhưng chẳng lẽ hắn chưa từng nghĩ đến việc liệu giới vực huyết cốt có dễ đối phó vậy không? Chẳng lẽ hắn cho rằng bỏ ra 10 ngày khổ tu thì có thể nghịch thiên cải mệnh? Ta thấy hắn là tên không biết sống chết mà thôi. Chấm chấm chấm. Sự xuất hiện của Lâm Nhất khiến bầu không khí trong thành sôi sùng sục, đủ loại âm thanh bàn tán vang lên, vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Võ giả của giới vực cấp trung và giới vực cấp thấp tương đối khách quan, không hề có ý mỉa mai đối với Lâm Nhất, mà chỉ có lo lắng thay hắn. Còn về giới vực cao cấp thì, đương nhiên không cần phải nhiều lời của bọn họ toàn là mỉa mai và châm chọc. Nhưng bất kể là thế nào thì kết quả của Lâm Nhất gần như không có gì là khả quan. Không một ai cho rằng nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp thấp sẽ có khả năng khiêu chiến với giới vực huyết cốt. Dù hắn có thắng Nguyên Hoành Thiên thì cũng không thay đổi được cách nhìn của mọi người, bởi lẽ tu vi của hắn thật sự quá yếu. Vèo. Trước ánh mắt chăm chú của ngàn vạn người, Lâm Nhất từ xa tiến đến gần, bóng dáng của hắn ngày càng rõ nét trong tầm mắt mọi người. Một bộ thanh sam, lưng đeo hộp đựng kiếm. Khuôn mặt tuấn tú, ấn ký màu tím ở mi tâm càng làm nổi bật phong thái hơn người của hắn. 3 năm trôi qua, sự non nớt trên khuôn mặt Lâm Nhất đã vơi đi, thiếu niên xuất thân từ Thanh Vân Tông năm đó đã không còn nét ngây ngô, mà thay vào đó là sự nam tính và đầy mị lực. Khi nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nhất, có không ít nữ tử trong thành đỏ bừng mặt, ánh mắt không ngừng lóe sáng. Hiển nhiên, có nhiều người không ngờ đến, cái tên tràn ngập lệ khí, ngông cuồng ngạo mạn, dám tuyên bố giết người chỉ cần một kiếm trong lời đồn lại là một thiếu niên tuấn tú như vậy.
hắn như một góc sen xanh, ẩn dưới gương mặt xinh đẹp như yêu chính là một trái tim tao nhã, có sức hấp dẫn khó tả. Ngựa huyết long ngồi chếm chệ trên vai Lâm Nhất cũng được rất nhiều người chú ý, vô số ánh mắt đổ dồn về phía nó. Hiện tại, nó là một nhân vật truyền kỳ, ma sủng hung hãn như vậy vốn đã hiếm thấy, việc nó lột sạch yêu nghiệt bảng thương long lại càng khiến mọi người tắc lưỡi kêu lạ. Xíu, yêu yêu. Trước vô số ánh mắt soi mói, Lâm Nhất vững vàng đáp xuống tường thành, hắn hướng mắt nhìn vào thành, nhếch miệng cười. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất đã đến, giới vực huyết cốt, ai đến chiến? Thiếu niên cười như tiên nhân, cả tòa thành đắm mình giữa âm thanh đầy nhiệt huyết của hắn, một luồng cảm giác hào hùng trỗi dậy, những sao động trong thành cũng vì thế mà dần yên tĩnh lại. Chỉ còn giọng của Lâm Nhất vang vọng mãi không dứt. Công tử Táng Hoa, Lâm Nhất đã đến. Giới vực huyết cốt, ai đến chiến? Ai đến chiến? Tuyên bố hùng hồn của Lâm Nhất khiến thành Viêm Vân đang ồn ào náo động bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Thật sự ngông cuồng. Không ai ngờ Lâm Nhất sẽ phách lối như thế, những nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp lúc trước vẫn tỏ thái độ khinh thường Lâm Nhất đều lộ vẻ khó coi. Bởi lẽ trước đó, bọn họ luôn tin rằng Lâm Nhất sẽ không dám đến. Bất quá chỉ là kế hoãn binh mà thôi, chiến thư gì đó cũng chỉ là lời nói dối, hắn vốn không dám đến đối chiến. Nhưng hiện tại Lâm Nhất không chỉ đến, mà còn không có chút gì là khiêm tốn. Thiếu niên trên tường thành đứng một cách hiên ngang, giữa hai đầu lông mày lộ rõ khí phách tao nhã, xuất chúng. Dáng vẻ như vậy, thoạt nhìn chẳng có gì là đến nộp mạng. Chờ xem. Đợi lát nữa người của giới vực huyết cốt đến, xem ngươi còn tiếp tục ngang tàng hống hách như vậy nữa hay không. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp hung hăng trừng Lâm Nhất, ánh mắt bọn họ rét lạnh. Đám người này ở trên cao đã lâu, thế nên bọn họ cảm thấy rất ngứa mắt khi thấy Lâm Nhất, một kẻ đến từ huyền hoàng giới, lại dám ngông cuồng trước mặt giới vực cao cấp. Con sâu cái kiến nên có dáng vẻ hèn mọn, nhỏ bé của con sâu cái kiến mới đúng. Vèo. Gần như ngay khi Lâm Nhất lên tiếng, người của giới vực huyết cốt đã lục tục đáp xuống tường thành. Lâm Nhất, ngươi dám đến thật à? Ánh mắt Nguyên Hoành Thiên khóa chặt Lâm Nhất, sát ý toàn thân không cách nào khống chế được, cứ thế bùng nổ. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt đám nhân tài kiệt xuất của giới vực huyết cốt đứng bên cạnh cũng vô cùng âm tàn, khi nhìn Lâm Nhất, sát ý của bọn họ đang âm thầm tích tụ một cách điên cuồng. Đối diện với những ánh nhìn như vậy, Lâm Nhất vẫn thản nhiên, hắn lạnh lùng nói, ta đã đồng ý ước hẹn 10 ngày, đương nhiên sẽ đến, tuy nhiên, giới vực huyết cốt đã phải ai đến ứng chiến. Chẳng lẽ các ngươi muốn tiến lên cùng một lúc sao? Cũng được thôi. Hắn ngước nhìn Nguyên Hoành Thiên, trong mắt lóe lên sự thờ ơ xen lẫn một chút khinh thường. Hôm nay, nếu lại một lần nữa giao đấu, dù không rút kiếm thì hắn cũng có tự tin có thể nghiền áp đối phương trong vòng 10 chiêu. Còn nếu đối phương chủ quan thì ngay khi giao đấu tất sẽ bị hắn đánh bại. Nội tình khủng bố được tạo thành từ 1.500 viên đan tinh thần có thể nói là vượt xa tưởng tượng của đối phương. Lâm Nhất, ngươi muốn chết. Nhìn thấy sự khinh thường trong mắt Lâm Nhất, Nguyên Hoành Thiên liền nổi giận, đội tinh nhuệ của giới vực huyết cốt hiện đều có mặt tại thành Viêm Vân, huống chi còn có nhị sư huynh Khổng Huyên tọa chấn, hắn ta không đơn độc giống như ở sông Xích Quỷ. Cho nên Nguyên Hoành Thiên cảm thấy mình không cần thiết phải sợ Lâm Nhất. Gần như vừa dứt lời, thân hình hắn ta đã nhoáng một cái, bổ nhào đến, giọng lạnh lùng, 10 ngày trước, nếu không phải vì ta chủ quan, để ngươi có cơ hội mượn võ học tạo hóa cao cấp làm ta bị thương, thì chỉ bằng ngươi mà cũng đòi thắng ta à? Ngươi tưởng rằng mình tài giỏi lắm à? Nằm mơ đi! Suy cho cùng thì hắn ta cũng là yêu nghiệt đứng thứ 97 trên bảng thương long. Nói gì đi nữa vẫn có chút kiêu ngạo, Nguyên Hoành Thiên thầm nghĩ nếu hôm nay có thể đánh bại Lâm Nhất trước mặt mọi người, thì coi như bù đắp lại chuyện xấu hổ trước đó, không cần trở thành trò cười nữa. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng lạnh, đột ngột ra tay. Hai đại khí hải lập tức được thúc giục, chân nguyên hùng hậu bắt đầu sôi trào khắp toàn thân, hắn vung tay đánh ra một quyền với tốc độ tia chớp. Quyền mang quá mức đáng sợ. Nguyên Hoành Thiên còn chưa đến gần mà đã bị cách không nện một cú vào ngực. Chợt, một tiếng động thật lớn vang lên,
Nguyên Hoành Thiên đang lao đến như cơn lốc bỗng ôm ngực quỳ sụp xuống, máu tươi tràn ra từ khóe miệng, sắc mặt hắn ta tái đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Vừa nãy còn hùng hổ không gì cản nổi, phút chốt tắt lửa, mặt hắn ta rúm gió vì đau đớn, ngay cả việc đứng lên cũng làm không được. Thiên phách tầng thứ nhất. Nguyên Hoành Thiên ngước mắt nhìn, ánh mắt hắn ta tràn đầy hoảng sợ, chỉ mới 10 ngày không gặp, thực lực của Lâm Nhất đã tiến bộ đến tình trạng như thế. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia đùa cợt, ngày đó may mắn nhặt được một mạng mà còn không biết tự lượng sức. Hắn mặc kệ tên này, lạnh giọng quát cút. Thình thịch. Ống tay áo phất phơ như mây trời, một cánh tay trắng nõn vươn ra, tùy tiện vung một cái, khí lực khủng bố bùng nổ giữa không trung, đó là loại sức mạnh có thể rời núi lấp biển, trực tiếp hất bay Nguyên Hoành Thiên, nhẹ nhàng cứ như hất một túi rác vậy. Hít hà. Mọi người nhìn mà choáng váng. Đó là yêu nghiệt xếp hạng 97 trên bảng Thương Long đấy, sao đối mặt với Lâm Nhất lại không chịu nổi một kích thế này. Đừng nói là võ giả của các giới vực khác hiện đang tụ tập khắp các kiến trúc trong thành, ngay cả người của giới vực huyết cốt đang ở trên tường thành cũng trợn trừng mắt, há hốc mồm, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giới vực huyết cốt không có ai à? Lâm Nhất quét mắt nhìn, nhướng mày, duệ khí bắn ra bốn phía, dọa đám người còn lại tái mặt. Vô thức lui về sau mấy bước. Mạnh. Quá mức mạnh mẽ. Duệ khí bực này khiến mọi người không dám tin, cũng không dám tưởng tượng, đây thật sự là một nhân tài kiệt xuất đến từ giới vực cấp thấp ư. Ai nói giới vực huyết cốt của ta không có người? Lâm Nhất, đối thủ của ngươi là Khổng Huyên ta. Khi mọi người còn đang khiếp sợ trước thực lực mạnh mẽ của Lâm Nhất thì một luồng khí lạnh buốt đột ngột đánh úp đến khiến tất cả nhìn không được run lên. Xoạt. Ánh sáng lạnh lẽo lẳng lặng bao trùm toàn bộ thành Viêm Vân như tuyết phủ xuống, ngay cả ánh mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu cũng bị khí lạnh xâm nhập mà dần trở nên nhạt nhòa. Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới sực tỉnh, lộ vẻ kinh hãi. Vì đối phó một tên Lâm Nhất mà giới vực huyết cốt lại phái hắn ta đến, việc này thật khó mà tin được. Khổng Tuyên hùng hổ tiến đến, như một tia chớp rơi xuống tường thành nguy nga. Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ thành Viêm Vân chấn động rõ rệt. Vậy mà lại là Khổng Huyên. Nhiệt huyết của tất cả võ giả thuộc các đại giới vực trong thành lập tức sôi trào, Khổng Huyên đã sớm nổi danh ở khu vực Thương Long, còn Lâm Nhất thì hệt như một ngôi sao chổi vừa quật khởi trong thời gian gần đây, tỏa ra hào quang khiến mọi người không cách nào bỏ qua được. Thực tế, một kích vừa rồi đánh trọng thương Nguyên Hoành Thiên đã khiến tất cả bị chấn động không nhẹ. Ngay lúc đó, Lâm Nhất tựa như một ngôi sao từ từ bay vút lên cao, không gì cản nổi, mọi người đều cho rằng lần này giới vực huyết cốt sẽ chịu thiệt lớn, nhưng nào ngờ, giới vực huyết cốt lại phái Khổng Huyên đến áp trận. Việc này, coi bộ có trò hay để xem rồi. Sư huynh. Đám người của giới vực huyết cốt vốn đang tái mặt bỗng chốc thay đổi rõ rệt, nhiệt huyết dâng trào. Có Khổng sư huynh ở đây thì dù tên Lâm Nhất kia có mạnh mẽ cỡ nào cũng khó có thể lật trời, chắc chắn hắn sẽ phải quỳ xuống cầu xin giới vực huyết cốt tha thứ. Khổng Huyên khẽ gật đầu rồi ngước nhìn Lâm Nhất, lạnh lùng nói, trên thiên lộ này, khắp nơi đều là kỳ ngộ, ta đã nhìn thấy rất nhiều người một bước lên mây, nhưng trong khoảnh khắc lại như sao chổi rơi rụng. Cao thủ chân chính sẽ từng bước trỗi dậy từ trong gió tanh mưa máu, nhưng không một ai ngông cuồng như ngươi. Trong lúc nói chuyện, mắt hắn ta lóe sáng, muốn nhân cơ hội tìm kiếm sơ hở của Lâm Nhất. Từ khi bước chân lên thiên lộ, Khổng Huyên ta đã chiến không dưới trăm trận, bách chiến bách thắng. Hung danh của giới vực huyết cốt ta không phải từ trên trời rơi xuống, người chắc chắn sẽ trả một cái giá đắt. Lâm Nhất thầm cười khẩy, thú vị thật, có vẻ như tên này đã nhầm lẫn gì đó thì phải, ai mà chẳng giết ra từ trong gió tanh mưa máu chứ. Nói cứ như hắn đang khinh khi hắn ta vậy. Giới vực cao cấp kiêu ngạo từ trong xương, và điểm này được phát huy vô cùng tinh tế trên người gã trước mặt. Khổng Huyên thực sự nghĩ như vậy, ngươi là con sâu cái kiến, giới vực huyết cốt ta giết ngươi là vì ngươi đáng bị như thế. Nhưng nếu là người khác, đừng nói giết nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, dù chỉ liếc mắt một cái thôi cũng đã là có tội. Lý luận của tên này không khác gì Phong Vô Kỵ. Chỉ cần là bảo bối hắn ta vừa mắt, giới vực cấp thấp không có tư cách tranh giành với giới vực cấp trung. Sao rơi thì thế nào,
chỉ cần lan tỏa tia sáng này, trong một khoảnh khắc, đó chính là vĩnh hằng, vẫn hơn làm chó cho giới vực cao cấp. Nếu như ngươi cảm thấy không nhịn nhục giới vực cao cấp là ngông cuồng, vậy thì hôm nay, Lâm Mỗ sẽ ngông cuồng một phen xem sao. Ánh mắt Lâm Nhất sâu thẳm, đối mặt với tên ngoan nhân xếp hạng 47 trên bảng Thương Long, hắn không có chút gì là sợ hãi. Buổi nói chuyện này quả thật như đất bằng dậy sấm, ầm ầm nổ vang trong đầu mọi người. Nhìn kỹ lại thì duệ khí giữa hai đầu lông mày thiếu niên dường nhân khắc rõ một chữ ngạo, trông vô cùng sinh động. Những lời thẳng thừng như thế chẳng khác nào một cây châm đâm vào tim Khổng Huyên, khiến sát ý trên người hắn ta lập tức bùng nổ. Nếu như là thất đại cự đầu trên bảng Thương Long nói như vậy trước mặt hắn ta, đương nhiên, hắn ta không dám đáp lại nửa lời. Nhưng tên tiểu tử trước mắt lấy đâu ra can đảm mà dám ngông cuồng như thế? Hắn ta nhớ không rõ bản thân đã nghiền chết bao nhiêu tên phế vật thiên phách tầng thứ nhất rồi, dù có mạnh mẽ cỡ nào thì đến cuối cùng có khác chi con sâu cái kiến chứ. Ngươi đúng là hống hách. Đột nhiên, tay phải Khổng Huyên siết chặt thành quyền, huyết quang sáng chói lập tức lưu động trên bề mặt thân thể hắn ta, kế đó, chân nguyên khủng bố sôi trào, phút chốc quét ngang bốn phương tám hướng. Ta sẽ dạy ngươi làm người, cho ngươi biết thế nào là kính trọng tiền bối. Lúc cần làm chó thì nên ngoan ngoãn mà làm chó. Khổng Huyên thôi thúc bốn đại khí hải trong cơ thể, chân nguyên hùng hậu ầm ầm tuôn ra, chân nguyên huyết sắc khủng bố lấy hắn làm tâm, điên cuồng xoay tròn. Vòm trời chợt có vòng xoáy huyết sắc xuất hiện, trong khoảnh khắc đó, dường như bầu trời cũng bị khí thế kinh người này xé toạc. Thật là đáng sợ. Dường như trong vòng xoáy huyết sắc kia có một người khổng lồ tắm máu được diễn hóa mà thành, hắn ta mặc huyết giáp. Hai mắt bắn ra tia sáng lạnh khiếp người. Khổng Huyên thoáng bày ra thực lực kinh người đã tạo thành chấn động cực lớn, một quyền mang theo uy áp khủng bố như thế e rằng có thể nện nguyên hoành thiên, yêu nghiệt đứng cuối bảng Thương Long, thành mảnh vụn. Huyết cốt ma thiên quyền. Sắc mặt Khổng Huyên âm tàn, khi một quyền này vung ra, cự nhân huyết giáp ở giữa vòng xoáy màu đỏ kia lập tức siết chặt năm ngón tay, hung hăng đấm về phía Lâm Nhất. Quyền mang khổng lồ từ trên trời giáng xuống như một ngọn núi, bóng tối phút chốc bao phủ toàn bộ tường thành. Cùng là huyết cốt ma thiên quyền nhưng Khổng Huyên thi triển không biết mạnh gấp bao nhiêu lần so với nguyên hoành thiên. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia nghiêm túc, dù hắn ngông cuồng nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ khinh khi cường địch. Bàn tay khẽ đảo, ấn ký thần dương cổ xưa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, chợt, chân nguyên hùng hậu trong hai đại khí hải liên tục rót vào thần ấn. Một chút thủ đoạn đó mà muốn dạy hắn làm người, còn lâu mới đủ. Khi chân nguyên từ hai đại khí hải dũng mãnh tuôn vào, cổ ấn thần dương trong lòng bàn tay tỏa ra cột sáng màu vàng chói mắt bao phủ Lâm Nhất và sộc thẳng lên trời. Kế đó ánh hào quang màu vàng mênh mông như một vầng mặt trời chiếu sáng cả một vùng trời đất âm u này, tỏa ra ánh vàng chói lọi, như thái dương rực cháy, điên cuồng phát tiết ra ngoài khiến khí tinh nguyên xung quanh đây bắt đầu sôi trào và bốc cháy. Ánh sáng mặt trời. Khổng Huyên thi triển võ học tạo hóa cao cấp, nhưng khi nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi khiến người ta hoảng sợ kia, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Ánh mắt hắn ta cực sắc bén, có thể thấy rõ ấn ký màu vàng cổ xưa trong lòng bàn tay Lâm Nhất giữa ánh vàng rực rỡ, trong ấn ký kia ẩn chứa hào quang còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời, mang theo lực lượng khủng bố và đáng sợ. Võ học tạo hóa cấp vương giả. Tên này, sao có thể tu luyện võ học tạo hóa cấp vương giả? Đột nhiên, sắc mặt hắn ta hoàn toàn thay đổi, sâu trong lòng đã dậy sóng. Muốn tu luyện võ học tạo hóa cao cấp phải đối mặt với nguy hiểm cực lớn, với đẳng cấp của Lâm Nhất hiện tại, đừng nói võ học tạo hóa cấp vương giả, ngay cả võ học tạo hóa cấp bá giả cũng không cách nào tu luyện được mới đúng. Nhưng bây giờ, thủ đoạn mà Lâm Nhất bày ra đã thật sự phá vỡ quan điểm của hắn ta. Hẳn là tên này đã đạt được kỳ ngộ khi Nhật Diệu Chi Linh xuất thế. Sau một phen kinh ngạc, Khổng Huyên nhanh chóng đoán được nguyên do, ánh mắt hắn ta không khỏi trở nên nóng rực. Võ học tạo hóa bực này thật sự rất kỳ quái, e rằng lai lịch vô cùng đáng sợ. Dù Lâm Nhất có tu luyện thì cũng không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Đến lúc đó, kỳ ngộ bực này ắt sẽ thuộc về Khổng Huyên hắn. Nghĩ đến đây, cả người Khổng Huyên nóng lên. Không ngờ giết chết tên tiểu tử này còn đạt được thu hoạch lớn như vậy. Quả nhiên là niềm vui bất ngờ,
Càng nghĩ, Khổng Huyên càng không khống chế được tham lam trong mắt. Chân nguyên toàn thân hắn ta sôi sục, thi triển huyết cốt ma thiên trưởng, uy lực lại lần nữa tăng vọt. Khi một quyền khổng lồ từ cự nhân huyết giáp sắp sửa giáng xuống, cột sáng vàng bao phủ quanh người Lâm Nhất cũng phá tan tầng mây dày nặng trên cao bỗng chốc vỡ vụn như núi băng. Từ xa nhìn lại cứ như vòm trời bị cột sáng vàng kia xuyên thủng vậy, mang đến cảm giác sợ hãi khó có thể diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, dù vòm trời đã vỡ vụn, nhưng cột sáng vàng vẫn chói mắt như trước, hệt như mặt trời tồn tại vĩnh hằng. Thần Dương Toái Thiên Ấn. Lâm Nhất chợt quát to một tiếng, năm ngón tay siết chặt, hung hăng đánh ra một quyền. Đây là lần đầu tiên từ khi thăng cấp lên thiên phách tầng thứ nhất, Lâm Nhất hoàn toàn thi triển Thần Dương Toái Thiên Ấn mà chẳng giữ lại chút nào. Một vầng mặt trời bùng nổ từ trong tay Lâm Nhất, nghênh đón huyết giáp ma quyền từ 9 tầng trời giáng xuống. Giữa trời đất, mặt trời thành đôi, từng người tranh phong. Ầm, 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 ầm. Giữa không trung, Thần Dương Toái Thiên Ân cùng huyết giáp ma quyền va mạnh vào nhau, tiếng nổ mạnh vang vọng khắp mọi ngóc ngách, kéo dài mãi không dừng. Trong thành Viêm Vân, có rất nhiều võ giả có tu vi yếu kém bị dư chấn lan đến, lục phủ ngũ tạng nổ tung, máu tươi không ngừng tràn ra. Ầm. Trong dị tượng kinh người bực này, Thần Dương Toái Thiên Ấn và huyết giáp ma quyền quấn lấy nhau, tiếng nổ mạnh giống như vô số cột sét trên 9 tầng trời va vào nhau. Răng rác. Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát, giữa trận giao tranh kịch liệt kia, vầng mặt trời do Lâm Nhất đánh ra đã vỡ nát. Ánh vàng vỡ vụn như ánh chiều tà, lại như một ngôi sao lạc, lao nhanh như tia chớp, khiến mặt đất bị nổ thành một cái hố sâu hóm. Cuối cùng chỉ là dế nhũi mà thôi. Sớm muộn cũng sẽ rơi dụng như sao chổi, tạo hóa như thế trong tay ngươi chỉ tổ lãng phí. Khổng Huyên thầm cười khẩy, hoàn toàn đúng với suy đoán của hắn ta. Với cảnh giới của đối phương thì không thể nào thi triển được uy thế của võ học tạo hóa cấp vương giả, cuối cùng vẫn là không công đem lợi ích cho hắn ta. Hiển nhiên, cảnh tượng như thế đã tạo thành chấn động cực lớn trong mắt quần chúng vây xem, tuy nhiên, cùng với kinh ngạc, bọn họ cũng nhìn ra sát chiêu thoạt nhìn có uy lực rung động trời đất của Lâm Nhất vừa khéo rơi vào thế yếu trong quá trình giao đấu. Sắc mặt Lâm Nhất thoáng thay đổi, thế nhưng, Thần Dương Toái Thiên Ấn còn lâu mới đơn giản như vậy. Cạch, cạch, cạch. Quả cầu ánh sáng vàng rực như mặt trời không ngừng bong ra từng mảng, những ngôi sao chổi vàng chóe rơi rụng đầy trời. Khi mọi người đều cho rằng mặt trời kia sắp sụp đổ hoàn toàn thì ấn ký cổ xưa lại dục hỏa trùng sinh từ trong ánh hào quang, phát ra ánh vàng chói rực xưa nay chưa từng có. Thần Dương, đây mới thực sự là Thần Dương. Ánh sáng đại nhật, muôn đời bất diệt. Lâm Nhất thở sâu, năm ngón tay không ngừng biến ảo, khoảnh khắc ấn thành, giọng nói lạnh lùng và vô tình của hắn lại lần nữa vang vọng giữa không trung. Sau lưng hắn lập tức xuất hiện hư ảnh kim xí thần nhân dài mấy trăm trượng, kim xí vừa dương cánh đã che khuất cả vòng trời. Ầm. Dưới cái nhìn chăm chú của kim xí thần nhân, ấn ký cổ xưa điên cuồng phóng đại, phút chốc đã vượt trội hào quang vốn có, mang theo uy thế không gì địch nổi bay vọt đến, phút chốc nghiền nát chiến giáp bao ngoài huyết giáp ma quyền, để lộ ra cốt trưởng đỏ như máu khiến lòng người kinh sợ. Răng rác. Ngay sau đó, năm khớp xương siết chặt thành quyền còn chưa kịp thu lại đã bị đánh nát, vô số mảnh xương vụn ầm ầm rơi xuống. Thần Dương vàng rực thế như trẻ tre, lao đi với tốc độ khủng khiếp, tiến vào vòng xoáy huyết sắc do Khổng Huyên diễn hóa thành. Khổng Huyên còn chưa kịp phát ra âm thanh kinh ngạc thì vòng xoáy huyết sắc minh mông hùng vĩ kia, cùng với huyết cốt ma tượng do nó diễn hóa thành đều bị nổ tung. Mãi đến lúc này, hư ảnh kim xí thần nhân sau lưng Lâm Nhất mới hoàn toàn mở đi. Trời đất yên tĩnh như chết, vô số ánh mắt hướng về thiếu niên trên tường thành, mọi người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mãi vẫn không nói nên lời. Đồ khốn, ngươi làm ta bị thương. Khóe miệng Khổng Huyên rỉ ra tơ máu, sát ý âm tàn bắn ra từ trong mắt, hắn ta lạnh lùng nói, võ học tạo hóa bực này lại rơi vào tay một tên đến từ giới vực hạ đẳng như ngươi, hừ. Ngươi không xứng có nó. Xíu, yêu yêu. Hắn ta cố gắng áp chế thương thế trong người, rồi dùng xu thế nhanh như sấm chớp thuấn di đến trước mặt Lâm Nhất. Nhìn hành động của hắn ta,
có thể đoán ra được muốn nhân cơ hội Lâm Nhất còn chưa khôi phục nguyên khí trực tiếp bắt lấy hắn. Với tu vi của đối phương, không biết trận giao phong kinh hoàng vừa rồi đã tiêu hao hết bao nhiêu chân nguyên của hắn, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để bắt lấy hắn. Vô chi. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia đùa cợt, nếu chỉ vậy mà tiêu hao hết chân nguyên thì nội tình tạo nên từ 1.500 viên đan tinh thần kia chẳng phải có hơi tầm thường hay sao? Thương Long phần thiên thủ. Không đợi đối phương đến gần, năm ngón tay Lâm Nhất khẽ động, hỏa vân phần thiên thủ dung hợp hoàn mỹ cùng Thương Long chi viêm lập tức vỗ ra. Giống. Giữa tiếng rồng ngâm kinh thiên, phong lôi gào thét, một cái long chảo màu đen cực lớn, mỗi một cái vuốt quanh quẩn long viêm, xé toạc tầng mây, hung hăng đánh về phía đối phương. Dù thân pháp đối phương có nhanh đến mức Lâm Nhất cũng không nhìn rõ, nhưng đối mặt với long chảo thì lại để lộ rất nhiều sơ hở. Dầm. Khổng Huyên nện vào long chảo, nhưng lại có cảm giác như nện vào một bức tường cứng rắn, không cách nào phá vỡ, không khí cũng bị ma sát mạnh, bắn ra tia lửa điện. Hắn ta bị đánh bật ra ngoài, phát ra một tiếng hét thảm, cuồng phong gào thét, tóc tai Khổng Huyên rối bù, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Cảnh tượng như thế khiến người ta không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không ngờ Khổng Huyên lại ăn thiệt lớn như vậy trong tay Lâm Nhất. Đồ con rùa khốn kiếp. Mái tóc dài của Khổng Huyên bay loạn trong gió, khí huyết toàn thân sôi trào, sau khi bị hất ngược ra, hắn ta lại lần nữa dùng tốc độ cực nhanh lao đến. Tu vi thiên phách tầng thứ 3 được thi triển toàn bộ, trong vòng một nhịp thở, hắn ta đã đánh ra mấy trăm quyền, trực tiếp đánh nát long chảo màu đen trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cả đám xem mà trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên không thôi. Tốc độ của hắn ta quá nhanh, nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp. Thoạt nhìn cứ như là trực tiếp đụng vào khiến long chảo màu đen vỡ nát vậy. Chết! Có rất nhiều mảnh vỡ từ long chảo màu đen trôi nổi bên cạnh Khổng Huyên, hắn ta xuyên thẳng qua, lại lần nữa tung ra một quyền như tia chớp. Lâm Nhất rên lên một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn ta đụng phải kẻ địch mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Thương Long phần thiên thủ cũng bị nổ nát. Mắt thấy một kích này không thể tránh, sắc mặt Lâm Nhất không thay đổi. Lập tức lan tỏa kiếm ý thông linh bất diệt. Giống. Kiếm thế cuồng bạo lập tức diễn hóa thành dáng vẻ của Thương Long bất diệt, vần quanh và bao phủ khắp người Lâm Nhất. Rắc, rắc, rắc. Quyền mang của Khổng Huyên đấm thủng một lỗ trên thân hình Thương Long, có âm thanh sắt đá vỡ vụn và tiếng nổ liên miên không dứt. Một quyền này của hắn ta vừa nhanh lại vừa hung ác, nhưng lại như bùn rơi xuống biển. Dù có thể đấm thủng một lỗ trên kiếm thế thì đến cuối cùng vẫn không cách nào chạm lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất siết chặt năm ngón tay, khí lực dung hợp cùng chân nguyên, nhân cơ hội tung ra một quyền. Dầm! Quyền mang khắc lên chân nguyên hộ thể của đối phương, lưu quang huyết sắc bao quanh Khổng Huyên đã xuất hiện một vài vết rạn. Trong mắt hai người đều lóe lên tia khác thường, cả hai bị thực lực của đối phương dọa sợ, đặc biệt là Khổng Huyên. Hắn ta hoàn toàn không nghĩ với tu vi của Lâm Nhất mà lại có thể đánh ra một kích đáng sợ như vậy. Không sử dụng đến võ kỹ lại có thể khiến chân nguyên hộ thể của hắn ta bị thương tổn, trong khi giữa hai người bọn họ chênh lệch đến hai cảnh giới lớn. Tuy hắn ta chỉ là thiên phách tầng thứ 3 thôi, nhưng thế này thì có hơi quá rồi đấy. Dầm, dầm, dầm. Bóng dáng hai người không ngừng biến hóa và va chạm. Đánh đến đâu thì tường thành ở đó lập tức sụp đổ. Tường thành cổ kính nguy nga dưới chân hai người họ chẳng khác nào giấy. Đất đá văng tung tóe, bụi mù răng kín, kiếm rít rồng ngâm, huyết sát sung trời, trong lúc đối đầu, không ai chịu thua ai, duệ khí lan ra khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Huyết quang quanh người Khổng Huyên diễn hóa thành huyết cốt ma giáp bao lấy hắn ta, huyết quang đáng sợ trộn lẫn sát ý lạnh như băng, bất chợt, hắn ta đánh ra sát chiêu. Huyết cốt toái tinh chỉ. Hào quang huyết sắc bắt đầu khởi động, cô đọng thành một tia máu rồi bắt bắn ra từ đầu ngón tay hắn ta, những nơi hào quang đi ra, không khí xuất hiện một vài vết nứt thật nhỏ. Đạn chỉ thần kiếm. Ngay khi một ngón tay kia sắp sửa đánh úp đến, Lâm Nhất tránh không kịp, đành phải trở tay bắn ra một luồng kiếm quang màu tím. Vô số đóa tử diên nở rộ sau lưng hắn, trăm hoa đua nở, hương thơm lượn lờ. Răng rắc. Chỉ mang huyết sắc đánh trúng kiếm thế của Lâm Nhất, nhưng khi chùm sáng xâm nhập,
kiếm thế Thương Long bất diệt lại bất ngờ bị hòa tan. Không đúng, không phải hòa tan mà là trấn áp. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên dị sắc, đối phương tự biết khó có thể đánh tan hoàn toàn kiếm thế của Lâm Nhất, nên dứt khoát đổi biện pháp, định dùng huyết cốt toái tinh chỉ hòa tan kiếm thế, từ đó tiến tới trấn áp duệ khí của hắn. Chỉ cần cho hắn ta thời gian ba nhịp thở, mất đi kiếm thế, Lâm Nhất trước mặt hắn ta cùng lắm chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Phụt! Ngay khi kiếm thế bị trấn áp, sợi kiếm quang do Lâm Nhất bắn ra cũng đánh trúng bả vai đối phương, trực tiếp chấn vỡ chân nguyên hộ thể, rồi xuyên thủng qua bả vai hắn ta. Bả vai Khổng Huyên lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, máu tuôn ra như suối. Nhưng hắn ta lại chẳng chút quan tâm, trên mặt lộ vẻ cực kỳ dữ tợn, ngửa mặt lên trời cười như điên. Ông! Kiếm ý của Lâm Nhất không ngừng reo lên nhưng lại bị ánh sáng màu máu bao phủ cắn nuốt, khó có thể nhúc nhích. Thủ đoạn cỡ đó cũng không phải là trấn áp bình thường, mà là dùng nhu khóa lại kiếm thế rồi dần dần thẩm thấu, đạt tới tình trạng trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Kiếm thế mờ mịt giống như bị một con rắn độc siết chặt lấy. Lâm Nhất, ta nói rồi. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải trả giá đắt. Dám sỉ nhục người của giới vực huyết cốt ta thì nhất định phải trả lại gấp trăm lần, Khổng Huyên như nắm chắc chiến thắng, cười to nói. Keng, keng. Sau khi nếm thử, Lâm Nhất có chút bất lực phát hiện kiếm thế muốn thoát được đúng là hơi rắc rối. Chút thủ đoạn đó mà đòi giết ta. Lâm Nhất mặt mày bình tĩnh, nhàn nhạt nói ta còn chưa rút kiếm, người đắc ý cái gì. Lạch cạch. Hộp kiếp văng ra. Ánh vàng bay lượn đầy trời, Lâm Nhất cầm Táng Hoa, thân kiếm thoát ra khỏi vỏ. Trảm Thiên Tam kiếm, kén lôi. Xoẹt. Phong lôi như mưa, kiếm khí như tơ. Khoảnh khắc thân kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, ánh đỏ quấn quanh kiếm thế của Lâm Nhất lập tức bị chấn nát bét. Kiếm quang lóe lên trong đất trời khiến vạn vật ảm đạm, cả tòa thành Viêm Vân cũng tối đi. Đây phải là một kiếm khủng bố cỡ nào chứ? Đoàn người đông nghẹt trong thành đều xem choáng váng. Trong đầu lập tức vang lên truyền thuyết của công tử Táng Hoa, ta giết người thì chỉ cần một kiếm. Sau khi thăng lên thiên phách nhất trọng thiên, Lâm Nhất thi triển chiêu này cũng thong dong hơn. Thoáng chốc, hắn đã ngưng tụ ra được 9 luồng kiếm tơ còn mỏng hơn sợi tóc. 9 luồng kiếm tơ im lặng chui vào trong cơ thể đối phương. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể Khổng Huyên đã nổ tung thành một đống xương máu. Tiếng nổ ấy quả thật đinh tai nhức óc. Chết rồi. Một Khổng Huyên xếp thứ 47 trên bảng Thương Long cứ thế đã chết. Đất trời thoáng chốc yên tĩnh như tờ, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó tin, khó có thể chấp nhận được. Ha 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 ha. Trong bầu không khí yên tĩnh ấy, đống xương máu kia chợt vang lên một tiếng cười to. Đợi đến khi đống máu kia biến mất, Khổng Huyên trần trụi nửa người trên bèn xuất hiện trước mặt mọi người. Ở dưới chân hắn ta có rất nhiều mảnh giáp nhỏ, bên trên có khắc hoa văn thần bí, hầu hết đều là thánh văn không được hoàn chỉnh. Hóa ra, trên người hắn ta có mặc một kiện đạo giáp. Lâm Nhất, ai cũng nói ngươi giết người chỉ cần một kiếm. Nhưng hôm nay, ta vẫn chưa chết, ngươi lại có thể làm gì được ta? Khổng Huyên dựa vào đạo giáp giữ được tính mạng. Có thể nói là vô cùng đắc ý, trong tiếng cười tràn ngập vẻ khoái trá. Giết người chỉ cần một kiếm, chỉ là trò cười thôi. Phụt! Chỉ là hắn cười một hồi, trên trán bỗng xuất hiện một vệt máu kéo dài từ trán xuống. Trong tiếng cười điên cuồng ấy, cơ thể của Khổng Huyên chợt chia làm đôi rồi bắn ra hai bên trước mắt bao người. Kịch! Lâm Nhất đút kiếm vào vỏ, sau lưng hoa diên vĩ nở rộ, dưới chân kiếm khí như hồ. Lá rụng thành sen, nước chảy hoa nở, chớp mắt vĩnh hằng. Một kiếm không chết, lại ra thêm một kiếm chẳng phải là được. Giết người chỉ cần một kiếm, nhưng ta cũng không phải chỉ biết dùng một kiếm. Có thể làm gì ngươi? Trảm Thiên Tam kiếm, suy cho cùng sẽ có một kiếm có thể lấy mạng ngươi. Trên đời này, chẳng có chuyện gì là một kiếm không thể giải quyết được. Nếu có, vậy thì hai kiếm. Hiển nhiên. Khổng Huyên đến chết cũng không hiểu. Ai cũng nói Lâm Nhất giết người chỉ cần một kiếm, tại sao sau một kiếm, còn có thể đánh thêm kiếm thứ hai? Theo suy nghĩ của hắn ta, Lâm Nhất có thể giết người trong một kiếm thì chắc chắn sức mạnh của chiêu đó sẽ cực kỳ khủng bố.
Sau một kiếm, nhất định phải tốn một lượng chân nguyên và tinh lực khổng lồ, cả người như bị vét sạch mới đúng. Trên thực tế, suy đoán của hắn ta cũng hoàn toàn chính xác. Mỗi một kiếm trong Trảm Thiên Tam kiếm đúng là tiêu hao rất lớn. Nếu là ngày xưa, Lâm Nhất dùng kén lôi vào lúc đầu thì trong khoảng thời gian sẽ không thể dùng thanh liên. Thanh liên và kén lôi, tất nhiên chỉ có thể chọn một trong hai, không thể sử dụng liên tục. Nhưng giờ lại khác, sau khi thăng lên thiên phách nhất trọng thiên, thực lực của Lâm Nhất đã hơn xa lúc trước. Đừng nói hai kiếm, với thực lực bây giờ của hắn, vẫn dư sức ra thêm một kiếm. Giác, theo kiếm táng hoa hoàn toàn đút vào vỏ, mọi người trong thành Viêm Vân mới giật mình tỉnh lại, tiếng bàn tán xôn xao lập tức bùng nổ. Vô số ánh mắt đều ngơ ngác nhìn Lâm Nhất, khó nén nổi rung động. Một sự đả kích vào sâu trong lòng lại không cách nào diễn tả nổi bằng lời, đầu óc trống rỗng. Chết rồi. Khổng Huyên xếp thứ 47 trên bảng Thương Long đã chết thật rồi. Chết dưới kiếm của Lâm Nhất, khí thế của một kiếm kia nhanh đến nỗi khiến đầu óc người ta ngừng hoạt động. Tiếng cười ngông cuồng đầy bá đạo của Khổng Huyên và câu có thể làm gì được ta dường như còn văng vẳng bên tai, nhưng bỗng dưng lại chết thẳng cẳng. Trực tiếp bị bổ làm đôi trước mắt mọi người, ngay cả xác chết cũng không thể giữ được nguyên vẹn. Đây phải là một kiếm kinh người cỡ nào, nước chảy hoa nở, nháy mắt vĩnh hằng. Sư huynh, Nguyên Hoành Thiên và một đám đệ tử của giới vực huyết cốt đều trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi vào cảnh tượng trước mặt. Sư huynh thế mà lại cứ vậy đã chết. Những yêu nghiệt chỉ dưới đại sư huynh của giới vực huyết cốt vậy mà lại chết hết trong tay Lâm Nhất. Sao có thể thế được? Trong mắt mọi người đều tràn ngập vẻ khó tin, con người như muốn rớt khỏi tròng nhưng Khổng Huyên quả thật đã chết. Cái người vẫn la lối có thể làm gì được ta, tuyên bố muốn Lâm Nhất trả giá đắt, luôn mồm nói hắn không có tư cách có được võ học tạo hóa đã chết. Từ nay về sau, trên con đường thông thiên này đã không còn cái tên Khổng Huyên nữa. Bỗng dưng, một đám người chợt cảm nhận được một sự lạnh lẽo thấu xương. Cả người không kiềm được dùng mình. Ánh mắt Lâm Nhất chợt rơi lên người họ, một nỗi sợ hãi không thể ức chế nổi lập tức lan tràn trong lòng mọi người. Vèo. Vốn Nguyên Hoành Thiên đã bị thương, còn chưa kịp phản ứng, Lâm Nhất đã lắc mình một cái rơi xuống trước mặt hắn ta. Ánh mắt lia đến, con người thâm thúy tràn ngập sát khí lạnh lẽo như băng. Sát khí đó khiến Lâm Nhất trông đáng sợ như ác quỷ bò lên từ dưới vực sâu. Sắc mặt Nguyên Hoành Thiên thoáng chốc trắng bệch, run rẩy đôi môi, một lúc lâu sau mới dặn ra được một câu, Lâm Nhất. Khổng sư huynh đã chết trong tay ngươi nên cũng không cần thiết đuổi sát không bỏ như vậy đi. Đúng vậy, ước hẹn 10 ngày là cuộc chiến giữa ngươi và Khổng sư huynh, cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Lâm Nhất, ngươi đừng có mà quá đáng. Sắc mặt của mấy tên anh tài khác của giới vực huyết cốt thay đổi không ngừng, sợ tới mức muốn chết. Liên tục nói. Đuổi sát không bỏ. Đừng có mà quá đáng. Khóe miệng Lâm Nhất cong lên một nụ cười lạnh, đây quả thật là câu nói hài hước nhất từ khi hắn đến con đường thông thiên này. Rốt cuộc là ai đuổi sát không bỏ? Người của giới vực huyết cốt này cũng đổi trắng thay đen, vô liêm sỉ, chẳng phân rõ đúng sai ghê. Vậy mà giờ còn to mồm cãi bướng. Nghĩ lại trong di tích Long Thành kia đã có bao nhiêu người chết trong tay Phong Vô Kỵ. Lúc trước, hắn ta có nghĩ không cần đuổi sát không bỏ không? Cả đám giới vực cấp cao đều kiêu căng ngạo mạn, nhìn đời bằng nửa con mắt, coi anh tài của giới vực khác như con kiến. Vậy có từng nghĩ sẽ nương tay, chừa cho người ta một con đường sống không? Không có. Ở trong mắt bọn họ, con kiến chính là con kiến, giết chính là giết. Ha 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 ha. Lâm Nhất tức giận bật cười, vẻ sắc bén chợt ngưng tụ trên trán, trong mắt toát ra sự lãnh lẽo khiếp người, trầm giọng quát, từ trước đến giờ, ta đây không phải là người thích giết người nhưng nếu kẻ khác muốn giết ta, ta chắc chắn sẽ giết lại. Ta và giới vực huyết cốt không oán không thù, chỉ là bảo vật trên con đường thông thiên này dựa vào cái gì không cho người giới vực cấp thấp ta tranh. Ai cũng có thể tranh, thế sao ta không thể? Ta không phục thôi. Ai nói chỉ có giới vực huyết cốt mới có thể hành hạ chúng ta đến chết, đuổi theo không bỏ, chẳng chừa chút đường sống nào. Kiếm khách chúng ta ngại gì một trận chiến. Hôm nay, ta giết chính là đám ăn hại các ngươi đấy.
ai cũng đừng mơ rời khỏi đây. Đám người kia hoàn toàn bị lời nói hùng hồn đầy khí thế của Lâm Nhất dọa sợ, hiển nhiên không đoán trước được sát khí của hắn lại nồng nặc như thế. Chia nhau ra chạy. Nguyên Hoành Thiên tàn nhẫn chừng Lâm Nhất một cái rồi lạnh lùng nói, Lâm Nhất, ngươi cứ chờ đấy, một ngày nào đó giới vực huyết cốt ta chắc chắn sẽ trả mối thù này. Vèo, vèo, vèo. Bảy tên anh tài của giới vực huyết cốt đều nhanh như chớp chạy về những phía khác nhau. Trông có hơi chật vật và hốt hoảng không thôi, nhưng tốc lại khá là nhanh. Chạy được chắc. Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát khí. Táng hoa nằm trong vỏ lại bị rút ra lần nữa. Trảm thiên tam kiếm, kén lôi. Ầm. Kiếm quang rực rỡ cùng với táng hoa ra khỏi vỏ tỏa sáng khắp một phương. Nơi ánh mắt có thể nhìn đến đều là kiếm quang mênh mông vô bờ biển. Bảy luồng kiếm tơ giống như sao băng, dưới ánh kiếm phủ kín đất trời đã đuổi theo bảy người đang bỏ chạy đằng xa. Chết! Cùng với tiếng táng hoa đút vào vỏ, bảy cái đầu người ở trong tầm nhìn của Lâm Nhất đều ầm ầm nổ tung. Bùm! Ban nãy còn tươi sống bảy người, thoáng chốc đã trở thành mấy cái xác không đầu, ngã sóng xoài trên mặt đất. Đầu người nổ tung thành từng đóa xương máu và kiếm quang rực rỡ, nhìn từ xa giống như là pháo hoa. Chỉ là đằng sau vẻ đẹp mỹ miều ấy lại là sự lạnh lẽo khiến lòng người sợ hãi. Tiếng ồn ào vì Khổng Huyên chết lại lần nữa bị dọa đến im bặt, một đám trợn mắt há hốc miệng, không thốt nổi nên lời. Ở một ngọn núi hoang cách thành Viêm Vân trăm dặm. Trên đỉnh núi có một cô gái áo đỏ tươi cười xinh đẹp như yêu nữ, nghiêng nước nghiêng thành. Quyến rũ động lòng người. Đó rõ ràng là Nguyệt Vi Vi đã tách ra với Lâm Nhất rất lâu trước đó, nàng ta có vẻ hơi lo lắng cho hắn, nhưng hình như có băn khoăn gì đó mà không thể đến gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Lo lắng vô ích rồi, Lâm ca ca vẫn đẹp trai như xưa. Trong mắt cô gái không ngừng lóe lên vẻ khác thường, nụ cười vừa tắt đã nhanh nhẹn xoay người cầm sáo ngọc rời đi. Chỉ là vừa xoay người đi đã có chút không nỡ, lúc sắp chia xa vẫn quay lại nhìn Lâm Nhất vài lần. Trong thành Viêm Vân, Lâm Nhất một kiếm giết bảy người, vẫn chưa cảm giác được người đẹp liếc mắt nhìn mình từ phương xa. Xôn xao. Theo người của giới vực huyết cốt đều chết trong tay Lâm Nhất, vô số người trong thành đều hít ngược một hơi. Lâm Nhất một mình chiến một giới vậy mà có thể hạ gục và giết chết đối phương, không chừa một tên nào. Điều này quả thật là đáng sợ. Chẳng có ai lại nghĩ đến kết quả đó, đám anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao đều lộ ra vẻ mặt hết sức khó coi. Trước khi đến, họ đều rêu rao Lâm Nhất chắc chắn sẽ chết. Nhưng kết quả trước mắt lại vô tình tát cho họ một cái gọi là niềm kiêu ngạo của đám giới vực cấp cao bọn họ còn chẳng đáng một đồng trước mặt Lâm Nhất. Ta có một kiếm, cứ chém là được. Trong số những anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao ấy còn có nhiều người của giới vực Hắc Sa và U Vân. Họ đều có thù oán sâu đậm với Lâm Nhất, đặc biệt là giới vực Hắc Sa đã có vài người chết trong tay Lâm Nhất, còn bị cướp đi đạo binh. Vốn nghĩ rằng nếu Lâm Nhất lọt vào tay giới vực huyết cốt còn có thể ra mặt sỉ nhục hắn một phen. Tiện thế giật lại đạo binh mà đối phương cướp đi, coi như rửa mối nhục xưa. Ai ngờ người của giới vực huyết cốt ở trong thành Viêm Vân đều bị Lâm Nhất giết không chừa một ai. Trước mắt, đám người kia đừng nói xuất hiện, ngay cả can đảm nhìn thẳng vào Lâm Nhất cũng không có, sợ cho đối phương phát hiện mình. Cả đám sợ tới mức mặt xám như cho tàn, không dám ngẩng đầu lên. Vèo. Ngựa huyết long nhanh như chớp đảo qua một vòng, cất túi trữ vật của Khổng Huyên và mấy người khác vào trong túi. Sau khi làm xong mọi thứ, nó mới cười hì hì đứng trên vai Lâm Nhất. Đi thôi. Ánh mắt Lâm Nhất đảo qua đám người rồi thong dong rời đi, thoáng chốc đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Xong việc phủi tay rời đi, ngàn dặm không lưu dấu vết. Lâm Nhất đi rồi nhưng phong thái gia kiếm của hắn ở trong thành Viêm Vân chắc chắn sẽ khắc sâu trong đầu mọi người. Đặc biệt là câu nói của hắn, khiến trong lòng mọi người thuộc giới vực cấp thấp và cấp trung sục sôi. Kích động không thôi. Thật ngông cuồng. Đây mới là phong thái của một kiếm khách, ai cũng tranh được, tại sao ta không thể tranh? Ai nói bảo vật và cơ duyên trên con đường thông thiên này chỉ có giới vực cấp cao mới có thể hưởng, là người đều có thể tranh.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 119.